Hi, hello, xin chào tất cả mọi người nha. Lâu quá mình bận công việc cho nên là không có làm mấy cái video clip hướng dẫn này kia cho mọi người. Thì mình cũng cố gắng sắp xếp cái thời gian á, xong rồi làm mấy cái video cho mọi người coi cho nó vui. Thì bữa nay á, có một cái gợi ý của một cái anh á, là nói mình là làm một cái video clip để mà hướng dẫn cho mọi người kích hoa hay là làm hoa cho Cattleya nở Tết. Thì mình thấy nó cũng là một cái đề tài hay, nhưng mà thật ra cái vấn đề mà để làm hoa và kích hoa cho lan Cattleya nở Tết á, nó không phải là một cái vấn đề đơn giản, cho nên là mình nói để cho mọi người hiểu hơn về lan Cattleya, rồi sau đó mọi người có thể là canh và làm cho nó hợp lý. Cái tỷ lệ của nó có thể đậu hay không đậu là tùy thuộc vào cái thời điểm, tùy thuộc vào cái sự phát triển đúng thời điểm của cái cây lan Cattleya, chứ không phải là cứ tác động từ mình nhiều là cây lan nó sẽ có hoa như ý mình muốn. Thì cái điều đó nó sẽ hơi rất là khó. Thì hôm nay mình hướng dẫn chỉ cho mọi người á, thì trước khi mà mình hướng dẫn cho mọi người, mình sẽ cho mọi người xem một cái cây sổ thì rất là đẹp nha. Thì cây này mình sẽ đặt tên nó là ông già Noel. Thì do là cái cây này nó nở vào cái tháng 12 này, thì sắp tới là Noel. Nhà đây là một cái cây mà mọi người nhìn cái bệt vàng ở trong đây nè, nó giống như là cái râu ông già Noel vậy đó. Đây, cho nên là mình sẽ đặt nó là cái cây ông già Noel nha. Thì cái lưỡi rất là đẹp luôn, với một cái vòng tròn màu đỏ và bên trong là một cái bệt màu vàng rất là to nè. Đó, thì đây là một cây sổ rất là đẹp, hoa rất là sáng vàng, rất là đẹp luôn. Và hương thơm thì hương thơm nhẹ thôi. Còn một cái dòng sổ mới của mình cũng bắt đầu cho nở bối nè. Đây là cái cây 158 K9 lai với lại Chian Tzu là 158 K9 lai với Tân Thị á. Thì cái khuôn bông của cái dòng này mình thấy là cặp cánh là rất là đẹp luôn. Cặp cánh là lai giữa 158 và Chi Linh thì nó cho một cặp cánh lớn và cánh là to và cong về phía sau, và đài cũng rất là to luôn nè. Đây, đài tròn. Thì mình đã nở được 2-3 cây mà mình đều thấy là tỷ lệ đài cánh rất là đẹp. Chỉ có cái lưỡi là có cây nó sẽ na ná như là cây Chi Linh, cho nên là cái lưỡi nó sẽ chưa có được xuất sắc đã lắm. Nhưng mà mình hy vọng là sẽ có những cái cây sổ mà cho những cái lưỡi tiệt là đẹp. Còn về mùi hương thì riêng cái cây này là nó mang cái dòng máu, có máu Chi Linh, cho nên là cái mùi thơm nó rất là nồng nàn luôn. Thì mình treo ở đây thôi, nhưng mà cái mùi thơm nó rất là hăng, mùi thơm rất là mạnh nha, cái cây này. Còn một cây nữa, đây, một cây nữa cũng là anh em với nó nè, nhưng mà cây này tệ hơn. Đó, đây là 2 cây. Mọi người nhìn cái cánh nó khác xa một chợp giật, một cánh rất là to và một cái cánh thì hơi dài. Nhưng mà về hương thơm đó nha, 2 cây không cây nào khua cây nào hết. Cái cây này là nó rất là thơm, nhưng mà mình thích cái hương của cây bên này hơn. Cây bên này nó ngọt mạnh hơn, còn cây bên này nó nghiêng về cái mùi giống như là cái mùi mà mình xông hơi á, xả đồ á. Thì cái cây này nó có một cái mùi hơi hăng xả. Thì cái lưỡi này cũng chạy chỉ rất là đẹp, nhưng mà cũng là một cái dạng lưỡi Chi Linh. Thì mình không có thích cái kiểu lưỡi này lắm. Còn bên đây thì kiểu lưỡi này cũng na ná như Chi Linh, cho nên là cái cây này thì nó đẹp hơn nhiều. Đó, còn đây là bougainvillea của Nam Mỹ nè, hoa rất là to luôn, thơm cực kỳ. Đó. Thì bây giờ mình sẽ cho mọi người biết cái cách để mà mình có thể canh những cái hoa nó nở Tết nha. Thì để mà canh được mấy cái hoa mà nó nở Tết đó, thì nó không có dễ đâu, nhưng mà mình sẽ cho mọi người biết cái cách để canh. Thì để mà canh được cho những cái hoa nở Tết á, thứ nhất là mọi người chơi Cattleya, mọi người có cái số lượng cây Cattleya nó phải nhiều là yếu tố thứ nhất. Và yếu tố thứ hai á, là khi mà mình muốn kích hoa hay mình làm hoa, mình phải chọn những cái cây nó khỏe để mình bắt đầu kích hoa. Từ tháng 10 là mọi người bắt đầu kích hoa, chọn lọc ra những cái cây khỏe. Thì những cây khỏe là những cây như thế nào? Những cái cây mà nó đang như vậy nè, đây đó, thì cái cây này á là mình bắt đầu làm hoa cho nó, mình kích hoa cho nó từ khi cái mầm nó tầm khoảng 2-3 phân thôi. Thì là từ lúc cái mầm nó phải cỡ như vậy nè, cái mầm nó phải cỡ như vậy nha. Đó, cái mầm nó cỡ như vậy là bắt đầu mình kích hoa. Nhưng mà cái giai đoạn này là nay là tháng 12 rồi. Nếu mà cái mầm này bây giờ mình kích hoa thì nó sẽ bị qua Tết nó mới có hoa. Tại vì từ khi cái mầm nó lớn lên cho tới khi nó có hoa là phải 3,5 tháng tới 4 tháng. Thì mọi người phải làm trước đó. Cho nên là bây giờ mình nói là nó cũng đã muộn rồi. Nhưng mà để cho mọi người hiểu thôi. Thì khi mà mình kích hoa này là trong giai đoạn này là đã được 1 tháng rồi nè, là cái mầm nó bắt đầu bự lên cỡ này. Đó, cái mầm nó bự lên cỡ này thì mình sẽ kích cho đến khi nào nó thành một cái lá trưởng thành như vậy và nó có cái lưỡi mèo, nó bắt đầu tượng lưỡi mèo như vậy. Đây, mình có cái cây để mà mình cho mọi người so sánh đây. Đó, từ một cái cây như vậy nha. Đó, sau đó mình sẽ tưới kích hoa liên tục. Thì tưới kích hoa là tưới gì? Mọi người tưới 6-30-30 thôi. Thì còn những cái phân phụ kèm gì nữa mọi người thích tưới là cái tùy theo mỗi người trồng. Tại vì mỗi người trồng sẽ có mỗi cái cách tưới hoa phân khác nhau. Thì mình không có biết mọi người tưới sao. Nhưng mà nếu mà riêng mình mà kích hoa thì mình sẽ tưới 6-30-30, rồi mình xen kẽ với 30-10-10, rồi hiêm chung vị lượng vô để cho cái cây nó ổn định. Thì cho tới khi mà nó có cái lưỡi mèo như vậy nè là mình vẫn cứ tưới phân nha. Thì mình vẫn tưới phân bình thường. Sau đó một thời gian nữa là cái này là nó khoảng được 2 tháng nè, bắt đầu tới tháng thứ ba hoặc là qua 3 tháng thì cái cây nó sẽ có nụ nha. Cái cây nó sẽ có nụ như vậy là mình sẽ ngừng tưới phân nha. Tới đây là mọi người không tưới phân nữa. Thì mọi người thấy nè, lưỡi mèo bắt đầu nó có nụ nè. Đó, mình không tưới phân nữa. Thì khi mà mình không tưới phân nữa thì mình cũng vẫn tưới nước bình thường và mình giảm cái lượng nước tưới lại. Thì thay vì mỗi ngày mình tưới 2 lần thì những cây có nụ như vậy mỗi ngày mình chỉ tưới 1 lần nước thôi nha, để cho cái cây nó phát triển từ từ, nó không có phát triển dội. Tại vì mình tưới nước nhiều á là cái cây nó sẽ phát triển cái mầm hoa nó hơi nhanh, và khi nó nở cái hoa nó sẽ bị dúng rất là nhiều. Cho nên là mọi người khi mà nó phát nụ như vậy rồi mọi người tưới nước ít lại á, thì nó sẽ, thứ nhất là nó sẽ giữ cho cái nụ ít bị hư, và thứ hai là nó sẽ nở cái hoa căng và đẹp hơn. Thì để mà muốn làm như vậy á, là mọi người phải có cái số lượng chậu Cattleya nó nhiều xong rồi mình mới làm được. Chứ còn ví dụ như mình có ít đi, ví dụ giờ mình có ít mà mình muốn kích hoa thì trong cái tình trạng mà cái cây nó còn yếu quá là mình sẽ không kích hoa được đâu nha. Mọi người đừng kích hoa như vậy. Tại vì khi kích á, là cái cây nó phải khỏe, nó phải mạnh như vậy thì mình mới có thể kích hoa. Đó, nó mạnh như vậy nè, đây, hoặc là nó phải như vậy. Thì mọi người thấy nó đủ lực như vậy nè, cây nó bự, phát triển bự. Đó, thì mình mới kích hoa. Đây nè mọi người, mình cho coi cái cây này nè. Đây, cây này nó đang có hoa nè. Thì mọi người thấy không, lá đồ nè, nó phải khỏe, mạnh như vậy thì khi nó nhú mầm mình mới kích hoa. Còn một cái cây mà nó đang yếu á, thì thật sự là không có nên kích hoa nha. Cái cây nó đang yếu mà mình kích hoa là thứ nhất là nó sẽ có thể nó sẽ dẫn ra hoa, nhưng ra hoa xong nó sẽ bị kiệt sức. Cho nên là mọi người nhớ là đừng có kích hoa những cái cây mà nó đang yếu. Thì để mà giải thích cái cây nó đang yếu như thế nào là không nên kích hoa thì mình sẽ cho mọi người xem nè. Giống như vậy, cái cây mới tách trồng thì nó chỉ được tầm này và nó lên một mầm như vậy. Thì những cái cây này là những cái cây trong chế độ là nuôi thôi, không để cho nó có hoa. Đó, những cái cây này là mấy cây để trong chế độ nuôi thôi, nuôi và dưỡng, mình không có được để cho nó có hoa. Còn khi mà mình muốn kích hoa là mình phải lựa một số những cái cây nó mạnh khỏe thì mình mới cho nó kích hoa. Với lại là cái tỷ lệ á, nó cũng sẽ đạt 50-50 thôi. Cái Cattleya nó khó lắm, nó không có đơn giản như những cái loại lan như là Dendro này là mình kích hoa cái cây dù cho nó rụng hết lá, nó yếu, nó còn cái cọng không á, mình nó vẫn có thể ra bông. Nhưng còn Cattleya mà một cái mầm nó vượt lên như vậy mà mình kích hoa mà lỡ như nó không khéo á, nó bị lép á, thì coi như là phải chờ lại mầm sau, là phải mất thêm 3 tháng nữa. Thì nó không có dễ dàng như mọi người nghĩ. Còn những người ví dụ như mà mình có được một số Tết mình có được khoảng 5-10 chậu lan có hoa mình chơi á, thì trong vàng của họ theo mình nghĩ nha, là phải có ít nhất từ vài chục cho tới cả trăm chậu Cattleya thì họ mới được tầm 5-6 chậu hoặc là 10 chậu mà nở đúng cái dịp Tết. Là coi như là mình phải chuẩn bị trước đó nha, mình phải lựa cây, mình chăm sóc đặc biệt, rồi mình cho nó ăn phân thuốc đầy đủ, rồi để cho nó nở kịp cái ngày mà mình mong muốn là Tết, thì hoặc là nó nở trước Tết vài ngày, tại vì lan thì chơi nó cũng rất là lâu, nó nở trước Tết vài ngày cũng không sao. Nhưng mà như cách mình nói với mọi người á, là mọi người lựa những cái chậu mà như vậy nè thì mới có thể kích hoa. Và trong cái tháng này nè trong cái tháng này mà chậu nào mà mình đã kích hoa mà cái mầm nó đã bự được như vậy á, thì là mình sẽ chơi kịp Tết nha. Đây nè, cỡ này nó cỡ gần gang tay nè, cái mầm nó gần gang tay rồi đó, là tầm 17-18 cm, gần 20 cm, thì là những cái cây này nó sẽ kịp Tết. Còn hoặc là những cây này là nó đã lưỡi mèo rồi nè. Đây, cây này là nó cao gần 30 rồi, cái mầm tơ này nó lên gần 30 nè, mà cái gang tay mình nó hơn gang tay mình rất là nhiều, thì đón nó phải gần 30 thì bắt đầu nó có lưỡi mèo nè, thấy không? Thì cây này sẽ nở trước Tết nè. Cây này khả năng là bây giờ tháng 12 thì tới tháng 1, khoảng 1 tháng nữa thì nó sẽ nở trước Tết, sau Tết Tây, nó sẽ nở sau Tết Tây một chút đó. Bởi vậy mình canh nó đúng cái thời điểm nó rất là khó, không có thể nào mình điều chỉnh nó cho nó đi theo cái thời điểm mà mình mong muốn được hết. Cho nên là mọi người chơi Cattleya là nhờ vào số lượng, và mình trúng được những cái chậu nó nở vào những cái dịp mà mình mong muốn là chỉ nhờ vào số lượng thôi, chứ còn để điều khiển cho nó ra đúng ngày đúng giờ là không có được đâu nha. Như cây này là mình muốn nó nở Tết ta nhưng mà nó lại nở trước Tết ta, là nhưng mà mình muốn chơi Tết Tây thì nó lại nở sau Tết Tây đó, thấy không? Còn như cái cây mà nó đang nụ này nè, cây đang nụ này á, thì nụ cỡ này thì tầm chừng 15 ngày nữa là nở rồi, là khoảng nếu như vậy là nó khoảng gần tới kịp Noel thì đó. Vậy là Noel có để chơi nè. Như bây giờ nụ cỡ này thì là Noel có để chơi, tại vì lúc Noel nó sẽ nở trước Noel, thì sau Noel nó vẫn còn hoa, là mình có thể chơi được Noel. Cho nên là một cái cây Cattleya nó nở nó không bao giờ nó theo mình được, nó phải đúng ngày đúng chu kỳ. Thì và nó còn phải đòi hỏi mình là chăm sóc kỹ và kích hoa cho nó đúng, thì nó sẽ nở theo đúng ngày vậy. Tại vì nó cứ là 3 tháng rưỡi 4 tháng thì trong cái giai đoạn đó thôi, mình ví dụ mình phải canh, ví dụ bây giờ mình muốn nó nở vào tháng sau, thì ý mình muốn nó nở vào đợt sau mà trúng cái ngày đó, thì mình phải lựa ra những cái chậu mà cái mầm nó như vậy đó. Mình phải lựa ra cái chậu mà cái mầm nó như vậy, xong bắt đầu mình cứ để riêng ra một bên, và cái chậu đó phải có nắng nhiều nha, nắng đủ nắng nha, nắng như y như mình đang đứng như nè đó, nắng phải như vậy. Thì bắt đầu mình tưới một ngày một lần thôi, mình giảm nước tưới lại, sau đó mình cứ đi phân kích hoa. Thì cái mầm này tỷ lệ nó sẽ có hoa là 80%, thì bắt đầu là nó lớn lên và nó phát hoa kịp tới cái ngày mình mong muốn. Chứ còn mà mình cứ để đại vậy, nguyên một cả luống vậy, mình cứ phun kích hoa hết luôn, cây nào mình cũng phun kích hoa hết, thì nó sẽ hên nó sẽ có cây có và cây không, và mình cũng sẽ không biết là nó nở hoa lúc nào. Tại vì á là nó phải đủ ngày đủ tháng thì cái cây nó mới có hoa, thì cứ 3 tháng hoặc là 3 tháng rưỡi thì cái cây nó lên mèo, xong là tự nhiên nó sẽ đậu hoa. Cho nên là mọi người làm thì mình làm thôi, nhưng mà nó sẽ phải đúng ngày đúng tháng của nó. Mình muốn nó nở sớm hơn cũng không được, mà muốn nó nở trễ hơn cũng không được, thì tùy theo cây, nó cứ trong giai đoạn nào á thì nó sẽ nở theo giai đoạn đó. Đó, như ở đây nè, Mọi người thấy không, mình cũng chăm sóc nè thì nó lên hai lưỡi mèo. Đây cái chậu này lên hai lưỡi mèo nha, xong cái lưỡi mèo bên này bị lép nè, nó hư lưỡi mèo luôn, lép là coi như xong rồi. Cái này mà giờ á, mọi người muốn nó có bông cũng đâu có bông được. Như Tết nay á, là cái cây này hua nè, cây này Tết nay là chắc chắn không có bông rồi. Bây giờ Tết nay nó chỉ có ra mầm thôi, thì muốn nó có bông lại là phải qua Tết, thì vậy làm sao mà mình chơi Tết được đó, mình đâu có điều khiển nó được đâu. Còn như bên này nè, cái mèo bên này thì bây giờ nó lại đậu hoa, nó đậu nụ vậy rồi, thì này chỉ có Noel là chơi thôi, Tết cũng không chơi được luôn. Mà chơi Noel rồi á, thì cái cây nó sẽ hồi phục, nó phải dưỡng sức lại. Thì muốn nó có hoa lại á, thì ít nhất là phải qua Tết, cho tới hết tháng Giêng bắt đầu nó mới có hoa lại, thì coi như Tết là hua rồi. Đó, mà trồng cát mà ví dụ như cái trong cái vườn mình chậu nào nó cũng nằm trong cái tình trạng như vậy á, là Tết là mình đâu có cái bông nào mình chơi đâu. Tại vì nở trước Tết và một cái bị lép luôn, thì nó phải hồi phục lại cái mầm tơ, và nó sẽ phải đúng ngày đúng tháng như vậy nó mới có thể có hoa nữa. Thì cát nó đi giống như là một cái chu trình vậy, cứ 3 tháng rưỡi 4 tháng thì nó lên một mầm mới, nó lại quay lại một cái chu trình hoa mới, thì mình cứ canh như vậy thôi. Chứ còn mà nói mà để mà điều khiển là cho nó nở đồng loạt hết ngày đó, cho nở đồng loạt hết ngày kia, là cái điều đó là không thể nào nha, không một ai làm được hết từ xưa tới giờ. Trừ khi mình có hàng ngàn chậu, xong mình xách ra vài trăm chậu, mình lựa ra vài trăm chậu mà cái mầm nó như vậy á, xong mình để riêng mình kích hoa, thì mình mới có được cái số lượng cây hoa nhiều như những cái vườn lớn người ta làm. Thì những cái vườn lớn người ta làm vậy đi, ví dụ người ta có 10.000 cây thì người ta sẽ lựa những cái cây vậy, còn không ta không lựa cũng được, người ta để vậy xong người ta vẫn đi phân đi hút kích hoa, thì trong số đó nó sẽ có ít nhất là 100 cây 200 cây nó sẽ có nụ và nở kịp với cái thời điểm mà người ta mong muốn, thì nó chỉ như vậy thôi. Cho nên là mọi người chơi Cattleya đừng có quá nôn nóng về cái vấn đề kích hoa, cứ hữu duyên tùy thời gian, cái cây nào nó có hoa tự khắc nó sẽ có hoa, tại vì phải đủ ngày đủ tháng thì nó mới có hoa, chứ còn không có tài cán nào mà để điều khiển nó có hoa được hết á. Cattleya là nó có hoa quanh năm, cho nên là cứ 3 tháng rưỡi 4 tháng là nó sẽ có hoa lại, 3 tháng rưỡi 4 tháng nó có hoa lại. Còn cái vấn đề mà kích á, thì nó chỉ là một cái tác động, mạnh hơn để cho cái tỷ lệ đậu hoa nó cao hơn thôi, chứ còn thật ra mình không cần xịt cái phân kích hoa nha, mình chỉ cần chăm sóc nó theo cái chế độ bình thường của mình thôi. Thì ví dụ như 30-10-10 hoặc là B1 hay là hiêm chung vị lượng, hay là mọi người chọn phân chì hay phân tan chậm gì hiêm, thì nó đủ quy trình nó như vậy, thì nó cứ lớn lên, nó từ mầm xong nó phát triển thành cây, rồi nó lớn lên nó phát triển mèo, rồi nó sẽ cho hoa thôi, chứ cũng không có cần phải kích hoa. Tại vì mình nôn nóng quá mình mới kích hoa thôi, còn nếu không mọi người cứ chăm sóc một cách bình thường mà như thường lại mọi người vẫn chăm sóc, thì nó vẫn cho hoa bình thường đó. Thì sau khi mà nhiều người á, mà mọi người xem xong cái video clip này á, thì mọi người sẽ cảm thấy được là mình chơi Cattleya mình cứ chơi hông hả từ từ, tự cây nào đủ ngày đủ tháng nó sẽ có hoa, chứ mình không có cần phải nôn nóng mà kích hoa để làm gì nha. Cho nên là mọi người mà muốn chơi hoa Tết á, là trừ khi mình có nhiều hoa, tới đó cái cây nào nó nở thì là mình có cây đó mình chơi thôi, chứ còn giờ mình cứ cố gắng lôi mấy cây kia ra làm thì cũng không có cách nào có hoa đâu. Cho nên đừng có cố gắng để làm gì vô ích. Thì cái điều mà mình muốn nói sự thật cho mọi người biết là như vậy thôi, chứ còn riêng về cái cát này mà để mà chơi kích hoa làm hoa Tết là cái điều không thể nha. Còn riêng Dendro hay hồ điệp gì đó thì cái đó là nó có thể làm được, nhưng riêng cát là không thể làm được nha mọi người. Thì mình cũng xin nói đến đây thôi, rồi mình kết thúc cái video clip này nha. Cảm ơn tất cả mọi người đã luôn ủng hộ kênh Cattleya Việt Nam, luôn quan tâm, mọi người luôn để ý tới Cattleya Việt Nam. Thì sau khi mà mình thoải mái thời gian, mình sẽ suy nghĩ ra những cái vấn đề nào mà mình cần hướng dẫn, hoặc là cần giao lưu trao đổi kinh nghiệm với mọi người. Mình sẽ tiếp tục làm những video clip mới để chia sẻ chung với mọi người, để mà có những cái kiến thức rồi những cái kinh nghiệm mà trồng lan Cattleya, chơi lan Cattleya cho nó thật là tốt hơn nha. Rồi bye bye, xin chào tạm biệt tất cả mọi người nha.